đình siêu nhộn, hai ông bố tài ba, 6 đứa con đáng yêu và tinh nghịch. Họ sẽ chia thành hai gia đình và cùng so tài với nhau với những thử thách đầy hấp dẫn và không kém phần hóc búa của chương trình. Những màn đối đầu gay cấn, những tình huống giờ khóc giờ cười hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả xem đài một chương trình truyền hình thực tế vô cùng vui nhộn và thú vị. Con ơi, có phải con Trung tới mình này không? Phải con không? Trời tôi đó. Trời ơi, trời, kiếm lộn con. Không, không. Nghe đi bà đi kiếm mệt muốn chết. Anh ra kiếm nghe nhưng mà không phải là nợ của mình. Phải con không? Dạ không. Không phải à? Dạ dạ đúng rồi. Phải không? Dạ. Ai thấy rồi sao hai? Lại đây chí ba nào. Ôi, nhảy quá, nhảy quá. Con trai. Nè, phải con không? Thằng Nam đi chơi không xin phép. Đi về. Dạ chú ơi, chú vô lẹo gần à. Chú lẹo tụi con đi chơi. Cô ơi, con có thể qua được cái nhà lều để con ngủ hay là con ngồi được không? Qua liều em chơi đi. Đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh cấm người hả? Cái gì vậy? Hay quá. Đẩy chân, đẩy chân. Nào, hãy tập trung chuẩn bị nhiệm vụ mới của chúng ta. Tan tan lan tan tan ta lan tan tan. Nấu ăn. Hai ông bố. Không biết đọc chữ à? Hai ông bố sẽ được cấp mỗi người một cái bếp, một cái nồi, một cái chảo. Hai đội nhận nhiệm vụ và từng thành viên sẽ thực hiện các thử thách đối kháng vui nhộn. Có 3 cặp thi đấu đối kháng. 1. Cặp anh cả thi đấu đội hình bắt chữ, ai trả lời được nhiều hơn là thắng và chọn trước hai nguyên liệu. Bây giờ trò chơi này nói nhiều quá nên mình tóm gọn vậy nè. Bây giờ hai ông bố sẽ nhận nhiệm vụ nấu ăn. Cặp anh hai sẽ đấu với anh hai bên đây. Anh ba và chị ba. Và cặp út. Út. Hai người đấu với nhau, ai thắng thì lấy trước, hiểu ai rồi, hiểu rồi. Thua lấy sau. Rồi, hiểu rồi. Đem nguyên liệu về, hai ông bố nấu, nấu được nhiều món và chấm điểm ai ăn ngon nhất người đó thắng. Rồi, quyết định chi đi. Tập trung các con ơi. Chị có lên. Ừ. Thành trọng đi. 1, 2, 3. Phú rùa. À, không phải. Tam rùa. Sai. Quy củ, quy củ, quy củ, quy củ. À. Đầu tiên không ai đón được hết. Rồi, hiểu rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Biết. À, táo bi à? Bi táo. Đồng hoan. Sai. 5 4 3 hết giờ. Bi quang. Bi quang. Wow. Ở dưới đây còn hay hơn luôn. Sao bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Tập trung thôi. Cái gọi là mẹo. Hiểu không? Ok vô. Có quyền gợi ý nhưng mà không được nói thẳng vô cái từ đó thôi. Ba trái. Ba phải. Đúng, ba phải. Có nhìn lộn được trái. Ủa ba đâu được một điểm. Phê, phê. Anh kêu cố lên. Tiếp tục, tập trung, tập trung. 1, 2, 3. Cái giày được gọi là gì? Dép. Cái giày trong chuyện công chúa được gọi là gì? Đây. Ba lê. Cái mà cô tắm mang á. 2. Mấy cái viên kia là mấy cái viên gì? Ghép lại, ghép lại. Ghép lại với lại cái giày. Ghép ghép lại là cái. Cái giày là cái gì? Một hết giờ. Bi hại. Game over. Game over. Game over. Có ông nhìn cái hình của Lô nhìn không ạ? À? Ok rồi, rồi hiểu rồi. Tiếp, tiếp tiếp. Cái bóng đá. Bóng đá. Yeah. Tụi con tập trung phụ anh kìa. Cái vỏ mà cái người mà bị đứng trước cái vành móng ngựa đó. Bà già. Bà già. Người mà phạm tội.
Bị cao. Chính xác. Yeah. 2-1. Nước gì? Cái nước ở trên đó là nước gì? Cái gì mà quyến rũ người ta? Mỹ nhân kế. Cá là cái gì? Mỹ. Cá là cái gì? À, Mỹ nhân cư. Mỹ nhân cư. Cái này phải gửi nhỏ nhỏ mới được. Chết thiệt. Anh giao bài nè, thằng kia mà đỏ. Hai sẽ đấu quánh tiền nhau. Đội nào thắng thì sẽ được chọn nhiên liệu trước. 1, 2, 3. Thịt. Thịt à? À lấy gì vậy? Thịt. Cái thịt đi. Hết thịt rồi. Có một cái thịt thôi à? Anh Kim biết nấu ăn mà, anh phải biết giận. Ok. Có lên chị Hà My. 4. Hai. 1. Trời ơi, bất phân thắng bại quá vậy. Hai. Lan con. Một lần nữa. Rồi, bình tĩnh lại nè. 1. 2. Liệu về đây. Nếu trứng cút thì mình sẽ ăn với rau răm. Rau đi anh. Rau. Đi dưa cà chua kìa. Chua chi cha. Chứ bậy không à. Ok. Để luộc. Hỏi đi. Rồi đúng rồi. Trứng luộc với rau luộc rồi. Đúng rồi. Về đi. Tới dòng ướp. Trò chơi của hai con đó là sẽ nếm thử hoặc là ngửi thử ba loại mà đoán coi đó là cái gì. Được chưa? Trò chơi bắt đầu. Sao không làm hết không bà? Từ từ. Chơi cái này mình luộc trứng xong rồi lát nữa mình có món canh nữa. Bên bển không có nước sao làm trứng vậy? Ta có dầu. Ta có dầu ăn. Rồi chuẩn bị. Cà tím. Đây. Cà chua. Xác. Rồi tiếp theo. Khoai tây chính xác. Rồi được hai cái. Cà lông nha. Cà chua. Gà tím. 2. Cà chua. Rồi chính xác. Rồi kế của ông nè, hai bạn. Bạn nào đoán trúng thì thắng. Here we go. Vậy rồi, mình coi cầm này nè. Tụi mình cũng không biết nữa. Chà, ý ông. Let them try. Chính xác. Yeah, đúng rồi. Mình nhìn là mình biết rồi. À, khi nãy giờ cũng không biết được. Đồng hồ này không? Dây mũi mà. Nó thấy thường rồi. Bỏ quả tím xuống. Đường làm gì vậy em? Không biết nữa.
ở bên đó em đang muối rồi. Anh đổi với đường không em? Không, không em, không, không em. Sao nó gạt nhấp vậy? Sao ăn rồi ba? Con sẽ bỏ một miếng đường, một ít đường thôi. Đó là phải đường nấu. Đường đúng rồi. Mà phải muối. Ok ok. Ê! Cô đừng bỏ nữa. Đừng có bỏ nữa. Được rồi, đừng để ba đem cho. Cô đừng bỏ nữa. Nó mặn. Bệnh lửa to lên bà. Ba là bếp trưởng, anh Xuyên là bếp phó. Hai đứa này đứng nhìn. Bên đây làm thơm quá. Thơm nhưng mà không ngon bằng bên đây. Chừng nó bắn quá à. Bên đây làm thơm hơn. Bên đây làm thơm hơn. Đó đó. Thịt bò hả? Ngon quá. Bò ngon. Ngon quá. Ừ, anh biết. Mình hồ món xin tố cà. Cà hả? Xin thử coi. Xong, ngon con miếng đi ta. Ok. Ngon chứ? Ngon quá. Rồi, được rồi, để đây ngoài đi. Được rồi. Coi chừng phỏng đó nha, ra 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 con. Trời, nó chậm á, người ta nấu hết trơn rồi. Còn bên đây còn xào, nấu. Đi ra đi. Ờ, rồi, biết rồi. Đi rồi, đi ra đây. Thịt bò. Không. Ai bữa nay giờ không lấy gì? Cái con lỡ mà. Có sao? Tò giường cho. Không. Lâu lắm quá à. Lâu lắm. Cho miếng thịt bò nha. Không. Tụi tôi xong rồi đó nha. Trời ơi, bên kia nó ngon. Ngon rồi mà ngon, ngon cái gì ngon. 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 Mùi thơm á. Đi ra, đi ra, đi ra. Bên kia nhiều món hơn mà bên này ngon hơn, ok. Mấy đứa đừng manh động. Từ từ con ơi, từ từ họ bắt chế món ăn cho. Thôi kệ, bên mình cũng ngon mà. Yeah. Một, rồi, hết giờ. Ban tổ chức là muốn thẩm định cái món ăn nó chất lượng như thế nào nên đã mời một ban giám khảo, đây là những chuyên gia ẩm thực hàng đầu. Rồi đây là bàn ăn của gia đình Ba Râu. Nào các con hãy giới thiệu món ăn. Đây là canh rau ngót, có bỏ thêm xíu trứng và đạm động vật và đạm thực vật lại. Oh yeah. Rất là bổ dưỡng. Rồi hơn. Còn đây là rau và trứng. Có những cái cà chua mà sắc sắc ra, nó nhỏ. Có salad nè. Nó nên nhuyễn nhuyễn ra. Rồi. Là nước sốt cà chua. Không phải nước sinh tố. Sinh tố cà. Thôi tôi này đơn giản, không có nhiều thức ăn, nhưng mà được cái chất lượng. Món đầu tiên là món trứng ăn kèm với dưa leo. Món thứ hai là món thịt chiên cũng ăn kèm với dưa leo. Và món thứ ba là món cà tím xào với thịt da bằm. Hết. Ít món quá vậy. Trời ơi, khẩu phần ăn thật là yếu quá. Làm sao đủ timin cho các con của mình vậy? Quá từ từ con, mấy anh tội nghiệp. Nhóm có đói mà ăn rồi tội nghiệp lắc ăn con. Yeah, rồi. Mời ban giám khảo. Quá rồi, bây giờ muốn ăn thử sao nè. Chứ thử hết 6 món luôn đi chú. Chứ thử 6 món luôn hả? Vâng. Wow. Đó là tuyệt vời. À chú, không phải từ chối nào, món rau luộc ra rau luộc liền đàng hoàng. Đúng, chắc chắn đây là món rau luộc. Không có đậu bỏ này quá. Kệ à, lát khỏi cần phải ám khảo luôn, hỏi mấy con thôi được rồi. Được rồi. Bên con lát khỏi thử nha, tại hết rồi. Nhiều món quá không biết ăn món nào. Cái này nấu canh đó là luộc, nấu canh đó là luộc. Nó là canh luôn á, nhưng mà nó mình ăn là luộc luôn rồi, canh luôn. Canh luộc là sao, là mấy món?
tại vì á bây giờ là canh á với luộc nó lạc nhắc ít gia vị. Canh này ra canh là luộc á, luộc nó lạc nhắc à bao lâu à, canh rau gọi là canh rau đó. Nhưng mà chạy đi ra bên bỏ đây đừng có chơi món bên đây nữa, chọc chọc cái nè, chọc chọc cái nè. Rồi bên đây tò mò, ở đây đây ba món, ba món. Chiên rồi, rất là đàng hoàng, ngày xưa có hồng giang canh cút đó. Cái gì vậy ăn? Hay hay không? Anh ăn ở làm sao mà đồ ăn của anh nó mặn qua bóc đồ ăn tôi ăn là sao? Nè mà bây giờ mình chấm điểm đi. Nè, nghe chú nói là sao chú? Chất lượng là nó vừa ăn. Chất lượng vừa ăn. Đây làm cái lặt gắt. Bên đây người ta chất lượng, người ta vừa ăn nó bao rau à. Chú không nên là nhanh mà. Chú ơi, con đang là nhắm vào vị giám khảo bị lớn tuổi, cao huyết áp, ăn mặn quá lỡ lên tăng xong mệt lắm. Thôi tính như giám khảo chứ. Thì phải cái vừa ăn tao chuyên môn nấu ăn. Thì đó, đánh giá cái đậu bên kia làm có chất lượng hơn bên này. Yeah. Đâu có vị chứ, chú thử một miếng xin tốt. Nè, cái này là để tráng miệng. Sao? Cũng đàn giáp à. Nó đâu? Cái này thường thì ngọt hơn. Rồi cho phép mình nhận xét hai đội. Thứ nhất về khâu tổ chức thì đánh giá đội này cao hơn. Bởi vì đội này là có ý tưởng rất là dồi dào, làm rất là nhiều món. Quan trọng các bạn tạo ra được món ăn là ăn được. Có ý tưởng là món này nè, lần đầu tiên mà ăn cái món rau ngót và nấu với trứng. Cái này sáng tạo nè, điểm sáng tạo. Đánh giá là sơ bộ là bên đây là về khâu tổ chức là tốt, bên kia là về phần nấu là ok. Hai đội như là ngang nhau. Quay. Còn theo em á, là bên đội của anh á, nói chung gia vị thì nó có hơi một phần là hơi nhạt, nhưng mà ăn được. Còn riêng bên đội bên anh á thì tuy ít món hơn, nhưng mà cái món của mình á, món nào thì nó có cái đậm đà của món đó. Nên em xin phép là em cho hòa. Hòa luôn, trời ơi. Tôi thắng 2-1, tôi bác bên tôi. Chú hòa cái gì? Hồi nãy đánh giá cao này nè, lấy nước vậy nè. Tức là làm món ăn có vệ sinh nữa đó. Còn bên đây toàn là dầu mỡ rồi không à. Lấy dầu quá trời luôn. Ủa nói vậy mà. Hồi nãy chú nha, chú bóc đồ ăn của tôi ăn á, chú nhớ không chú? Dạ, cảm ơn ba người rất nhiều ạ. Đội của ba đâu á, nhiều món hơn, được một huy hiệu. Nhưng mà về chất lượng á, thì các giám khảo đánh giá là đội ba trà là tốt hơn. Nhưng mà... được một huy hiệu. Trong phần thi này sẽ còn một phần đánh giá rất quan trọng nữa. Đó là các con phải đánh giá coi món ăn của ba mình nấu như thế nào. Tại nãy giờ thấy các con... rất là ngon, rất là tuyệt không? Chết luôn rồi, lắm ăn hết luôn rồi nè. Bên đây dở quá, con chỉ gán con rượn rồi con thử ăn. Đơn giản nè, nó hiện ra trước mắt rồi. Tự nhiên đồ ăn của mình không ăn, qua bóc có miếng thịt của tụi ăn là sao? Hết rồi. Hết cái gì? Còn canh, còn rau nè. Cái này gọi là rau luộc hay là canh? Ê, con gì vậy? Thôi được rồi, gọi con đánh giá đi. Ba con thì á nấu ăn rất là ngon. Có hay không? Cho ba một điểm. Cho ba một điểm. Một điểm. Ok, rồi. Ba nấu ăn rất ngon. Không cho ba một điểm. 2.5. Ủa? Ngon mà sao bao cho con có ba, cho con có 2.5 vậy? Em ăn hết luôn mà. Em ăn hết trứng luôn mà cho 2.5 vậy? Dạ con thấy dạ ngon. Ăn cũng được, cho ba. Thật lòng nha. Dạ 10. Có không? Con thấy ngon nhưng mà giống như là con không có quen ăn thịt này cho lắm nên con cho ba 9.5. Con thì đồ ăn quá ngon, quá tuyệt, quá đạt, con chấm cho 10 điểm. Yeah. Con thì ăn một ngày hôm nay con mới được ăn ngon hơn ở nhà mẹ con. 10 điểm. Yeah. Con thì con thấy là nguyên liệu bên mình thì kiểu như là không có được như bên kia, nhưng có điều là và rất là thông minh khi mà tạo ra được nhiều món hơn bên kia. Và con chấm thì nó hơi khắc khe tí, 10 điểm thôi. Trời ơi, 10 điểm, ba đứa con tôi 10 điểm hết. Điểm 10 cho chất lượng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có người chiến thắng ở... Hồi nãy con cho
trò chơi này đó là đội ba lâu mới hay hiểu. Yeah, lại con ơi. Đã về cũng được một huy hiệu. Rồi, con được hai huy hiệu rồi nè. Nào, gia đình của Ba Râu, tập trung này đủ chưa? Dạ rồi. Sau những vòng thi thì mình vẫn gác đối thủ của mình một huy hiệu đúng không nào? Yeah, mình thắng một huy hiệu. Dạ, bây giờ chuẩn bị thử thách mới đi. Đi tìm kho báu. Có vàng không? Có vàng không? Có vàng, có vàng. Kho báu mà. Ba thành viên trong một đội sẽ đi giấu ba món đồ ở ba nơi khác nhau. Có một thành viên đội đối thủ đi theo giám sát. Thành viên này sẽ miêu tả lại bằng ngôn ngữ hình thể để từng thành viên của đội đi tìm. 15 phút tìm đồ, đội nào tìm được nhiều món đồ và nhanh hơn sẽ chiến thắng. Các con đã hiểu luật chơi chưa? Hiểu không? Hiểu không? Bây giờ ai sẽ là người giám sát rồi? Con. Con diễn được không? Thì diễn được. Ok. Giấu ở dưới băng hết đi. Đi cửa nào cũng được, miễn sao giấu dưới băng là được. Bây giờ là cửa nào mình có đá băng chưa? Bây giờ là kho báo là con đi, ba sẽ giấu con ở dưới băng luôn. Không mà, con đâu phải có bạn. Rồi bên đây xong rồi đó. Hủm sầu sầu. Thắng. Rồi đi trước. Rồi con giấu đi. Đây là những cái đồ cào tiếp, đắp tiếp. Đó. Đây đắp tiếp sao biết? 3, 2, rồi vô giấu đồ. Để mượn đồ cào với. Đã hơn, tản ra đi con, tản ra đi giấu đi. Đừng giấu một chỗ. Lại đây. Ê, đừng giấu đây. Lại đây. Bắn thẻ ra, đừng cho đi. Dân của đầy về đồng minh đi thắng chắc rồi. Ê, nghe khiêm đừng cho bỏ nha, em xong rồi. Con di chuyển đội hình, di chuyển đội hình. Ở đây, ở đây con, ở đây con, ở đây. Bà đẹp cho con mượn. Ở đây, đây. Đây, giả bộ con giấu đây. Cũng lành lắm chứ. Ok. Ba ơi, ba ra đây nghe cớ mặt của con nè. Sao? Phía sau con đã bộ con đạo đó. Rồi con đã bộ trăm khi mưa qua cũng đấu ở chỗ khác. Trăm khi mưa qua cũng đấu ở chỗ khác. Ok, rồi xong. Đâu? Phải giám sát, phải theo dõi chứ. Thôi, phải chỉ đi con. Phải chỉ chứ là khó lắm. Ở đâu, để đâu, giấu đâu. Ở đâu, đây nè. Trời ơi, để ngờ ngợt vậy. Nè. Trong đây nha, rồi đây. Rồi. Trong đây. Rồi. Nếu những nơi thật bí ẩn, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, nhưng thật bí hiểm đúng không nào các con? Dạ đúng. Và bây giờ gợi ý cho các bạn. Đây, nãy giờ giám sát đâu rồi, ra đi. Yeah. Không được nói hèn lời nha, không được nói lời là bị trừ điểm đó. Đâu, bây giờ... Bây giờ là bị lấy hết tất cả. Con thể hiện tài năng hình thể của con. Nói cho ba biết là ba món báu vật nó nằm ở đâu. Dạ, món đầu tiên là cái món Rubik. À, cái món xì tu bịt chứ hả? Yeah. À, chiếc bánh cục. Ngay chiếc bánh cục luôn hay là cái khoảng cách bao nhiêu xa? Chị hướng bên tay phải hay là hướng thẳng hay là hướng xéo như thế nào? Sau lưng, sau lưng chiếc bánh cục. Rồi. Mỗi thứ hai. Không được, nó ra lời. Cầu thang.
chỗ truyền thuyết. Ngay chỗ làm nhột á. Cứ miêu tả cứ nói là dừng, mà bạn nói cái gì bạn cứ nói ra. Ngay chỗ làm nhột. Cầu thuộc hả? Đó, ngay chỗ làm nhột á. Cầu. Ở dưới cái cầu. Dưới cầu thang luôn đó hả? Xấu quá. Kêu đi về đi, thua rồi. Cái đó là cái đó con dùng để làm cái gì mà tụt xuống thì con diễn tụt xuống phải không? À, cái cầu ngay chỗ cái cột hả? Cái thứ ba là cái gì hả? Cái hũ. Đi về nữa. Chỗ đó diễn tả khó quá à. Sai lầm của ba khi đề cử con cho chồng. Không, tại vì diễn tả đúng khó luôn á. Diễn tả đúng khó là sao? Khó lắm luôn á. Ví dụ thì bây giờ anh diễn tả người ta thường làm gì ở chỗ đó. Không ai hết. Ồ, rồi biết chỗ đó rồi. Ok, hiểu. Rồi, hiểu không? Thôi đi vô kiếm đồ con. Khoan, ở sau con chim đến cùng. Đây hả? Rất là cứng. Cứng rồi. Ây da. Còn con này. Nè coi có hả? Anh Đào đi đâu vậy Bin? Bên kia có chim đến cùng không? Để con qua bên kia coi thử. Nếu mà Đào lên là sẽ có dấu lắp lại, hiểu không? Con giấu lại chỗ cũ ở đây. Nó bị lại lên. Nó bị lòi lên, giấu cũng không thấy. Một cái rồi. Nãy diễn tả gì vậy? Dạ cái gốc á, cái dưới cái cầu của anh á. Gốc trong đây hả? Hồi nãy, hồi nãy nó nghe, hồi nãy anh Kim nói ở đâu, cái cầu gì? Chỗ này nè, con nghĩ chắc chỗ này nè. Dạ em chơi. Cái cầu này. Đây mấy chị tìm. Trời ơi nè. Ý, này nè, cái banh này. Thấy rồi, thấy chưa, con đã nói là có rồi mà. Con chim bánh cục nữa là xong rồi. Con chim bánh cục. Ê, còn cái chỗ nè, bắn bắn. Con chim bánh cục nữa là xong rồi. Lạnh quá. Ba bỏ bê con quá hả? Thấy rồi. Tôi tao cầm để mà chạy hỏi anh Kim cái. Chú ơi chú, ngoài cái chỗ chim bánh cục này ra còn cái chỗ này có không chim bánh cục không chú? Mà kiếm được cái rubik rồi, được cái banh rồi, là bây giờ là còn thiếu cái chỗ con chim bánh cục đúng không? Là có dấu chỗ con chim bánh cục đúng không? Ngay khúc nào? Rồi ở đây, quay. Quay. Trời ăn vàng. Một phút sao mà tìm. Đi thôi em đừng có chơi nữa. Bây giờ tụi mình sẽ tìm nè. Nó phải khoe khoang gì. Cái Rubik kiếm dễ dàng nhất. Nó lồi lên một khúc vậy nè. Nửa cái Rubik luôn. Không lẽ không lấy thì cũng kỳ. Ủa con nhớ là con nhớ lấy cái đất đầy
đầy đủ không? Cái banh á thì tôi không phải nói gì anh ba râu thì tôi nản rồi, tôi muốn kiến nữa, nhưng mà con gái tôi, con gái tôi nó kiên cường kiên trì quá, nó đào có công mà sắt có ngàn nó chơi banh. Nói chung là kiếm được hai món, nhưng mà không kiếm được món cuối cùng. Món cuối cùng biết ai giấu không? Này út rượu của tôi đâu, hồi nãy đã ra biết rồi, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, kiểu chóng luôn hả, ngay góc tường thôi. Được rồi, thôi bây giờ tới tôi giấu lại đúng không?